Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn cách cài đặt Revit Online. Đầu tiên chúng ta vào trang web outset.com. Này, các bạn vào phần menu, bạn vào phần download, chọn vào free student software, bạn chọn vào phần Revit, bạn sẽ thấy phần ở đây là chúng ta sẽ đăng nhập và tạo tài khoản. Các bạn có thể tạo tài khoản khi các bạn chưa có tài khoản Outlet. Khi mà các bạn đã có tài khoản, các bạn vào sign in. Tài khoản tôi đây, password. Ok, bạn chọn này, bạn chọn cho tôi ở đây là license file kiểu key. Tôi chọn đây là professional, tôi chọn là 2019. Yeah, chọn này, bạn chọn là Windows 64 bit, chọn tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh. Nha, yeah, ta chọn Instant Now. Ok, thì các bạn chọn vào I accept Instant. Ok, chúng ta sẽ download được một cái đường link. Ta chọn này, các bạn có thể mở Open Run. Yes. Này, chúng ta đang cài đặt Revit, Outlet Revit 2019. Đây là đang download 774 MB đường link của Revit này, đường link của Outlet Revit. Thì thường nó sẽ rất là nhanh nếu mà các bạn cài online trực tiếp, tốc độ download rất là tương đối cao. Ok, các bạn sẽ vào phần Instant.
Ok, thì các bạn sẽ nhìn đây, các phần đầu tiên là phần Autodesk Revit. Này, đây là đường dẫn Project Path, nó sẽ cài đặt ở đâu, nhà nó rẻ nén ở đâu. Và phần thứ hai là phần Content, nhà Content Library, chọn đây thì chúng ta sẽ có ở đây nó có các nước, các template của các nước, ví dụ như Australia này, ví dụ như là US Imperial, nghĩa là đơn vị inch. Chúng ta dùng US metric là đơn vị mét, chúng ta chỉ cần download cái US metric này về thôi nha. Ở đây thì có rất nhiều nước dùng tiếng Anh này nha, Thái Lan này, Singapore này, Trung Quốc này, Cộng hòa Séc này, Đức này, Hàn này, Nga này, Tây Ban Nha rất là nhiều, đúng không? Nhưng riêng Việt Nam cũng có. Ok, đây là phần vật liệu. Ok, và chúng ta chọn ở đây cài đặt vào ổ nào, ổ C, file Autodesk 14.7GB/29GB. Nếu mà các bạn khi ổ cứng mà các bạn nhiều quá, nhiều thì các bạn cũng nên download content. À, muốn cài đặt nhanh thì chúng ta sẽ có cái phần này, chúng ta sẽ download sau đường link khác, download hai phần template này sau, chúng ta sẽ tạo hướng dẫn cho các bạn biết. Chúng ta sẽ thấy là cái dung lượng này nó sẽ nhỏ đi nhé. Còn như máy tôi đang rảnh, tôi tích vào đây instant. Ok, và chúng ta chờ đợi thôi, và xong là xong. Chúc bạn thành công.